Hi, xin chào các bạn, mình là Phúc. Thì buổi chiều hôm nay trời khá là mát các bạn, nên là mình quyết định là sẽ lấy cây vợt vớt cá của mình đây. Đây cây vợt của mình với lại cái thao này để mình đi ra cái ao phía sau nhà mình tìm những con cá bảy màu để mình vớt nha các bạn. Ok, thì các bạn hãy cùng đi với mình xem là mình có thể vớt được con cá bảy màu nào đẹp không nha. Yeah, let's go. Ok, let's go thôi các bạn. Đây là cháu mình. Mình đi vớt cá với cháu mình nha các bạn. Đó, đây là cái đường sau nhà mình nè. Phía bên này có cây mít đi các bạn. Nắng chiều rất là đẹp. Đó, đây cháu mình tên Bi nha các bạn. Cháu mình 3 tuổi. Và bây giờ đi vớt cá chung với mình nè. Ok, giờ mình chỉ cần đi một chút xíu nữa là tới cái ao. Cái ao này lúc trước mình có thả những con cá bảy màu thủy sinh như này nè các bạn. Thả rất là nhiều luôn, lúc trước mình thả cỡ 200-300 con lận á. Thì hôm nay mình sẽ đi ra đây tìm xem là có vớt được con cá bảy màu nào đẹp không nha các bạn. Nó ở đây là phía sau nhà mình. Đó, đây là những cái dừa nhà mình nè các bạn. Đó, có trái rất là nhiều luôn nha. Đó, đây là tới cái ao này nè các bạn. Cái ao này là lúc trước mình thả cá nè. Đi tiếp Bi ơi, đi tiếp. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ nào mát mát để mình xem có con cá nào nó ở trong đây không nghe các bạn. Ok, mình sẽ đi dừng ở đây đi. Bi ơi, vô đây nè Bi. Ok. Để cậu coi xem có con cá nào dưới này không nha. Bi đưa cho cậu cái giọt đi. Nè, ok. Rồi, giờ vô cái thao đi cho cậu múc nước. Ok, bây giờ mình sẽ múc một ít nước vào cái thao này nha các bạn để mình chuẩn bị vớt cá. Ok, mình sẽ múc một ít nước vào cái thao này thì mình sẽ để cái thao ở đây đi. Đó, một tay quay một tay vớt cá hơi khó nha các bạn. Rồi, đây là cái vợt của mình. Đó, bây giờ mình sẽ nhìn xuống ao xem có con cá nào ở dưới này không nha các bạn. Xem ở đây có con cá nào không. Đó, cái ao của mình cũng khá là rộng đó các bạn. Giờ mình vớt thử cái vợt đầu tiên nha. Ôi, nó vô những con ruốc thôi các bạn ơi. Những con ruốc nhỏ. Được rồi. Thế mình sẽ tìm chỗ khác nha các bạn. Ok các bạn ơi, con bé cháu của mình nó mới ra, nó đợi mình vớt có 2-3 giọt nó đòi vô nhà chơi các bạn. Nên là mình phải dẫn nó vô nhà xong rồi mình sẽ ra vớt tiếp nha các bạn. Đó, đây là đường sau nhà của mình. Ok các bạn, đợi mình xíu nha. Rồi ok các bạn, mình vừa đi ra lại đây các bạn. Đó, đây là cái thao của mình. Chưa có cá nào hết. Bây giờ mình sẽ tìm xem có con cá nào để mình vớt không nha các bạn. Mình mới thấy nước ở đây nó nhúc nhích nha. Để mình thử vớt nhẹ dưới này nha các bạn. Ôi ơi, vô con cá này nè các bạn. Ôi. Nó các bạn thấy chưa? Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Đây, mình vớt được một con cá có cái đuôi màu đỏ đây các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ nó vô thao nha. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ nó vô thao. Ok, mình sẽ vớt tiếp một vợt nữa nha các bạn. Xem. Không có con nào hết.
lại không có con nào hết luôn. Ok, giờ mình sẽ đi tiếp ra phía sau xem có con cá nào phía sau đó không nha các bạn. Đó, cái ao sau nhà mình rất là rộng luôn nè. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục đi nha các bạn. Đó, đây là nhà mình có trọc cái mận phía sau nhà đây các bạn. Đó, đây. Phía trên này thì người ta trồng cỏ. Ở đây thì có mấy cây dừa đây các bạn. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào mát mát để xem con cá nào nó ở trong đó không nha các bạn. Ờ, đây là cái xoài nè, rất là to luôn. Ok, bây giờ mình sẽ quyết định là đi vô cái đám dừa này xem là có con cá nào không nha. Ok, giờ mình sẽ đi lại cái gốc dừa này để xem có con cá nào ở đây không. Mới thấy có cái đàn cá ở đây nè các bạn. Để mình bước trong cái bồn này thử nha. Wow, vớt được cá này các bạn. Wow, mình vớt được 2 con. Đây các bạn. À, hình như 2 con này là 2 con mái hay sao á. Cái thân nó không có màu nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ nó lại cái thao của mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vớt ở chỗ này một lần nữa nha các bạn. À, ở đây có cái bụi cây để mình vớt vô thử xem có con cá nào không. Đây các bạn thấy có con chuồn chuồn nè. Hiện tại là khoảng 3 giờ rưỡi chiều đó các bạn. Gió rất là mát luôn. Đó, đây là khung cảnh xung quanh chỗ của mình ngồi đây. Ao của mình có rất là nhiều cá luôn các bạn. Nhưng mà cá là cá to, cá ăn thịt đó các bạn. Cá phi, cá lóc. Với lại là mấy con cá cắm cỏ đó. Hồi trước mình có thả mấy con cá bảy màu thủy sinh ở đây nè. Khoảng 200-300 con á. Bây giờ mình sẽ vớt thử ở đây xem có con cá nào không nha các bạn. Wow. Ôi, nó bị dính rác rồi các bạn ơi. Đây các bạn xem nè. Nó bị dính rác. Các bạn đợi mình xíu. Đây các bạn thấy không? Một con cá trống đuôi màu đỏ. Ồ, 3 con luôn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ nó vô cái thao nha. À, để xem hồi nãy giờ mình vớt được mấy con rồi nha các bạn. 2, 4, 6, 6 con rồi các bạn. Có con ấu trùng chuồn chuồn nữa đây các bạn. Đó, à, với con ruốc nữa. Mình sẽ bỏ con ấu trùng chuồn chuồn ra nha. Đây con ấu trùng chuồn chuồn đây các bạn. Giờ mình sẽ thả nó lại ao đi. Ok, giờ mình sẽ vớt thêm một vạt nữa xem có dính con nào không nha các bạn. Lại bên này mình vớt xem có được con nào ở đây không nha. Nó bị mắc cây rồi. Có những con ruốc đi các bạn. Chả có con cá nào hết. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lại phía sau này.
xem là có con cá nào ở phía sau này không nha các bạn. Đó, đây là phía cuối cùng của cái ao ở nhà mình này các bạn. Đây, chiều nắng rất là đẹp luôn. Phía trên này thì lúc trước có người nuôi tôm nhưng mà bây giờ là người ta không có nuôi tôm nữa các bạn. Gió rất là mát. Ok, mình sẽ kiếm xem chỗ này có cá không nha. Đây các bạn, ở dưới cái ao mình có cắm cái bảng cá nuôi. Tại vì cái ao này xa nhà đó các bạn, nên là thường là hay bị mất cắp cá lắm các bạn. Người ta là người ta câu lén hoặc là người ta xịt cá của mình đó các bạn. Đó, mình xem dưới này có cá không nha. Kìa các bạn, các bạn có thấy con cá đang bơi dưới nước không? Đó, đó, đó. Wow, có con cá trống màu đẹp quá các bạn, nó bơi xa bờ quá. Nó bơi xa bờ quá, mình không thấy vớt được các bạn ơi. Đó, đó, hình như nó bơi lại gần bờ rồi kìa. Thì mình sẽ vớt con cá này nha các bạn. Không biết các bạn có thể thấy nó không? Nó có cái lưng mà ánh kim đó các bạn. Mình sẽ chặn đầu nó nha. Đây 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 đây, đây các bạn thấy nó không? Nó bơi kìa. Đâu rồi ta? Mình mới thấy nó đây mà ta. Ôi, nó bơi nhanh quá mất tiêu rồi. Đây các bạn, mình thấy một con cá trống. Đó, đó, đó. Đây, mình vớt rồi các bạn. Đây, con cá trống có cái lưng màu ánh kim đây các bạn. Ok, mình sẽ bỏ nó vô cái thao thôi. Đây là cái thao cá của mình. Đó, mình sẽ bỏ con cá này vô. Ok, để mình đếm xem. 6-7 con. Ok các bạn, thì hồi nãy giờ mình đã vớt được 7 con cá bảy mèo rồi các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đem tụi cá bảy mèo này vào nhà và mình thả vào hộp cá Dumbo của mình nha các bạn. Ok, let's go. Đây các bạn ơi, mình tính vô rồi nhưng mà mình thấy nha. Bạn ơi, mình thấy được ở dưới ao có một cái tiếng động rất là lớn nha các bạn. Đó, các bạn có thấy sóng mặt nước không? Quay cho các bạn xem là con cá gì nha. Vừa nãy có một con cá rất là to nữa. Nó ở đây luôn các bạn. Bây giờ mình không thấy nó đâu nữa. Mình phải quyết tâm quay được cái con cá khổng lồ cho các bạn xem mới được. Hình như là nó ở phía bờ bên kia đó các bạn. Đây nha, cho cái bụi này nè.
Đó, các bạn có thể thấy nước nó đọng ở bên kia không? Wow, cá khổng lồ luôn các bạn. Mình zoom camera lại nó bị bể hình nè. Đó đó đó, các bạn thấy cái đầu nó nổi lên không? Cái cây đó là một cái cây đã bị chết rồi đó các bạn. Không biết cái con gì mà nó lung lay cái cây ở dưới đó nữa. Ở bên kia đọng nước nữa kìa các bạn ơi. Wow, sóng lớn quá. Nếu là cá thì chắc con cá này rất là khủng luôn các bạn. Nó liên tục tạo ra sóng nè. Ôi, nó cứ lắc cái cây này hoài nè các bạn ơi. Đó, các bạn nghe tiếng cá nó táp không? Tại sao cái con này nó cứ lay cái cây này hoài vậy ta? Nó, các bạn thấy nó lay cái cây kinh khủng chưa? Ok. Thôi bây giờ mình sẽ đem tụi cá bảy màu vô mình thả vô hồ thôi các bạn ơi. Ở đây ghê quá. Toàn là nước thôi. Ok. Ta-da, đây là thành quả của mình. Ok, thì đây là thành quả vớt cá của mình đây các bạn. Đây, mình vớt được 7 con. 4 con trống và 3 con mái nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ thả vào hồ cá của mình. Đây là hồ cá Dumbo thủy sinh của mình đây các bạn. Rất là nhiều luôn này, các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn. Còn phía bên này là những con cá xịn hơn. À, Dumbo Hấp Muôn với lại Dumbo Ribbon nha các bạn. Ok, thì mình sẽ thả những con cá mình vừa vớt được vào cái hồ này nha. Đó, mấy cá màu lặt lặt là mình vừa mới vớt được đó các bạn. Ok. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy ấn like để ủng hộ mình và ấn thêm subscribe để theo dõi những video mới nhất từ kênh của mình nha. Hẹn gặp các bạn những video tiếp theo. Bye bye.